Đẹp thế nhỉ. Đây là sáng ngày thứ ba đấy. Bọn tôi anh em tôi mọi cái sinh hoạt đều diễn ra ở dùng cái khe nước hết. Kia mấy anh em vẫn đang ngủ ấy. Đêm qua nó mưa. Nó mưa thì là mấy anh em nó phải làm cái bạt. Qua ngủ chỗ kia đau lưng quá. Nhiều sỏi. Cát vẫn có những cái sỏi nhiều lắm. Mà mệt ngủ. Đi bì lạnh kinh khủng luôn. Mấy cái áo lạnh. Nước rút thuyền bị nổi lên là Tuấn. Nhô cả đầu thuyền như thế này mà. Bây giờ mấy anh em đi nhỉ? Ba anh em thôi gì? Nhiều vấn đầy lắm. Tổ đấy nó cũng thấp. Hoa chuối á? Không thấy cây nào? Đấy, đêm hôm qua ngủ xong ở cái bờ sông Đà ấy. Sáng nay anh em tôi đi bộ vào trong khe một tí thôi. Bắt cái tổ ong này, trên này nó có một cái tổ ong mà. Cây nó rậm này, khó nhìn quá. Nó nằm ở cái đoạn này này. Một tí cho anh Thanh, anh Hân. Anh Hân trèo lên bắt. Mấy anh em đang chất cái củi khô ấy để đốt cho nó bay khói lên, nó đuổi ong. Làm cho ong nó hiền bớt đi. Không có leo lên nó đốt chết ấy. Bắt xong rồi tí nữa mà tôi về ăn cơm xong là xuôi thuyền về bản. Đây có một tổ thôi mà. To phết đấy. Tuấn đi lấy cái gỗ củi nứa khô ấy. Bị treo thôi. Một ba lô. Một máy ảnh đeo đầu kìa. Tối nay từng chục chai thế này. Tối nay có chục chai đấy.
hết cả gian nắn. Bắt phay đi. Bắt phay hú khôn đi. Ôi được đấy. Được 5-6 chai không? Hơn. Hơn hả? Nặng không toàn được cái này. Xong rồi. Ô, máy ảnh cũng rơi ra rồi. Máy ảnh cũng nghiêng xuống rồi. Thôi bây giờ ra bờ sông xong là mở ra vắt nhỉ. Có được nhiều không anh? Được 5-6 chai không? Hơn á. Nặng không toàn thử sách hay nào? Được đấy nhỉ. Nặng không? 7 chai á? 7 chai nhưng mà tí mình lọc bớt ra cái phấn thì chỉ còn 5-6 chai thôi. Đợi tí. Xong xuôi tổ ong rồi, đi về ra bờ sông.
xong ăn cơm xong tí nó vắt mật không về thôi. Nói chung là tiện thì lấy thôi, chứ còn bọn tôi đi mục đích chính là cái anh em đi là cái mục đích chính là cái bãi ong trên vách đá thì nó không có. Còn tôi đi thì khám phá đủ thứ, nghịch đủ thứ, đẩy giới hạn của sức chịu đựng lên hết mức đấy. Đêm qua mệt dã man luôn. Được mấy cái bông hoa chuối Tuấn ơi? Ba bông không? Đây có cái mùi gì thối thế nhỉ? Nhiều con gì chết ở đây đấy nhá. Con ấy, con lợn rừng, con sóc à? Con sóc chết mùi thối khác à? To á? To chắc là lợn rừng ấy chứ. Chết quanh quanh thối thối. Cái gì đấy à Toàn? Mây á? Ô cái mây già thế nhỉ? Non á? Vàng khè thì còn gì nữa? Mang về làm gì đấy? Đang sọt cho vợ á? Thằng này ngoan thế. Thêm đang nấu cái gì đấy? Nấu cái gì đấy anh Thêm? Ong á? Không. Cái gì? Tối nay có mang về á? Mang nhộng á? Không. Cắt lấy à? Không cắt lấy. Có mùi không? Có. Được nhiều phết đấy. Hàng đá không có, hơi buồn. Luộc cả con ăn thì ngon đấy, nhưng mà nó có sáp. Ôi, đi đóng gói đồ đạc xong chuẩn bị ăn cơm xong là về. Không có mượt nhiều. Mi nằm phứng. Hoa chuối 6X đi. Lần sau anh Hân đi với anh Thanh đi cái can này cố gắng làm 3 cái thôi nha. Một chuyến nha. Mật đấy. Mang cái can này đi thì mang 3 cái nha lần sau đi ấy. Mang nhiều thế. Mang nhiều đi 3 cái vào. Ông đi tìm cây ở đây có đấy. Cây quanh đây á? Ừ. Nhưng mà chú không đi được đâu. Đây anh em hôm nào tự đi tìm thôi, đi tìm vào những cái khe thứ. Nói chung là đi tìm ong mà đi vào khe thì mệt đấy. Leo nhiều. Thác, có nhiều thác. Đây. Vất vả. Một con cá với mấy con ếch, nhiều ếch nhưng. Ô, hoa chuối. Hoa chuối nấu ếch. Thật ra chuyến này mình đi là mình ăn uống linh tinh nhất ấy nhỉ. Cái gì cũng bắt ăn. Ếch đi bắt gặp vồ hết. Xong rồi à? Ăn đi. Thật ra đến hôm nay nhìn thấy cơm buổi hôm nay là choáng rồi đấy, chán không muốn ăn rồi. Nhưng mà không ăn thì không đi được. Ngán lắm rồi. Mình ăn nhiều quá. Bây giờ chỉ thèm có tí thịt hoặc có cái gì rau nhiều tí thôi. Với ngày này suốt ngày cá với ếch nhỉ. Ếch ôm măng. Ếch tung tung. Ếch ôm hạt chuối này. Ếch ôm hạt chuối. Thực Tuấn ấy phát minh ra câu hay nhỉ, ếch ôm hạt chuối. Mày lấy nguyên cả màng về xong là mày cho vào thì mới đúng là ếch ôm hạt chuối chứ. Hạt chuối thật. Khô này thầy à, nếu mà thằng thầy vào thì nó không lấy sệt. Chơi một kiểu đi, cái này. Con ếch à? Đấy, con ếch. Con cóc. Rồi, chụp rồi. Cóc đi tú. Con cóc đi tú. Hoa chuối này nấu hoa chuối rừng ăn nó không chát như hoa chuối nhà được. Thái pha trò luôn. Dưới xuôi hoa chuối này phải ninh, phải ngâm chán. Ừ. Ngâm nhiều đấy. Bóp mùi. Mềm hết. Ở đây mình chỉ cần hái phát về chặt ra cho ngày. Đúng rồi, cho. Cái này kín mấy ngày. Nó này nó ong nó tùy chỗ đấy, có chỗ làm sớm, có chỗ làm muộn. Nhưng mà nói chung là lạnh thì nó sẽ làm muộn. Năm vừa rồi lạnh quá, ở dưới Hà Nội lạnh 11 độ, lạnh sắp chết đấy. Không biết trên này thế nào. Cái đợt lạnh nhất tháng 11 đấy. Đâu tháng 11 đâu. Tháng 12 hay sao ấy. Tháng 12.
Tháng 11 em còn đang ở đây cơ mà. Sắp tiết rồi. Thời điểm rét. Sâu hơn khô mới chặt tình. Không được. Đấy cái đầu đàn cho là cái hàng khổ. Không biết. Mà nếu mới điên trên đầu nguồn cái khe này còn thác to nó không mà thác không qua đoạn kia đã ác liệt rồi. Cái khe này này. Chính ra ông Tê mới chưa hơn không nhớ. Mình phải đi vào bên dưới. Mình còn đi ngang ngang ấy. Lúc mình đi thì mình còn. Cái thủ ong kia bắt để chỗ nào anh Hân? Kia à? Cái bao kia à? À cái ba lô nhỏ nhỏ kia à? Đây chắc được 5-6 chai. Về nhà mới vắt thôi. Không vắt ở đây nữa, ít quá. Vắt ở đây này bẩn lắm. Dính hết chân tay. Về vắt cho đàng hoàng. Thấy được nhiều quả tay thỏ thế này anh Thêm? Quả này ném đẹp phết đấy. Quả này đun để uống chữa bệnh tim. Quả tai thỏ. Thôi đi anh em, tôi chuẩn bị đồ đạc xong rồi đi về bản thôi. Mấy anh em kia đang lấy đồ đạc đây. Cho hết vào thuyền đi xong về. Phải đến tầm chiều tối về nhà đấy. Giờ là khoảng tầm 9 rưỡi sáng. Nước càng lúc như càng lên cao hay sao ấy nhỉ? Ừ. Ô, nước rồi bắt đầu to dần rồi. Này tí nó lao xuống cái mấy cái thác kia thì khiếp đấy. Nước bây giờ lên rồi. Nước lên rồi đấy. Nước lên to lắm. Hả? Xả to đấy. Tí nó đi nguy hiểm đấy. Thôi đi về thôi. Ngày thứ ba mệt lắm rồi. Giọng bây giờ không muốn nói nữa đâu. Thì hôm nay nước lại rất là to. Nước hôm nay to lắm. Sao hôm nay bọn Trung Quốc lại thả nước vào giờ này nhỉ? Đúng giờ á? Tí nó lao vào cái thác kia mà xem. Này nước to lắm. Ô nước to này thì đi làm sao được? Thác to quá. Ôi thác này không xuống được đâu. Hả? Đi bên kia. Bác khởi điện bác đừng. Cô bê. Cô bác khởi điện bác cả. Ra hết mọi người lại cả. To đi đây anh ơi. Hết sáng ra khởi điện bây giờ lo gì à. Lo còn gì. Lên khả năng bây giờ cứ. Lên từ đây cơ. Anh đi bước đường này. Chả hết mưa rồi lại cả. To đi đây rồi. Hết sáng ra khỏi đi bây giờ lâu gì à. Lâu còn gì. We'll be right back.
May đấy, đi được rồi, thì đi đi. Nhìn thấy anh em nó lao vào thế tôi cũng hãi lắm, bởi vì là chả biết thế nào một lần được đâu, sông nước này thì thoát rồi, đi thôi, đi thôi. Cái nước hôm nay mình đi có vẻ là cao to hơn hôm qua hay sao nhỉ? Bé hơn hôm qua á? Cái lúc đầu thì to ác đấy. Đi dòng nhỏ bên phải thôi, đi dòng to bên này to lắm. Không đi được đâu. Đi bên phải thôi. Làm bên phải á? Ô ác đấy. Xem nhá. Lao vào đây. Nghe cái thuyền ra rồi này. Úi giời, sông Đà này nguy hiểm nhất là những cái thác này. Đẹp thế. Vách đá bên bờ này, bãi cát này, bãi sỏi này. Chỗ này với nhiều cá chiên này này. Những cái chỗ vách đá này xuống dưới đấy bây giờ nó có những cái hang ấy, cá chiên ở đấy. Lấy ong không được thì lấy chuối về cho lợn. Cho gà, cho vịt. Chịu khó chở từ đây về thì về nhà đỡ phải đi lấy chuối. Thuyền này mình to chở thoải mái nhỉ. Hôm nay mà được 3 can mật ong thì không chở được đâu. Mỗi người một cây à? Ông bán giá cho tôi này 5 cây. Ông xem trượt ở đi đâu rồi? Là cứ nhỉ. Chuối rừng đây nhiều lắm. Toàn bộ chỗ kia chuối. Không nào xưa. Không nào xưa. Toàn bộ bên kia là chuối kìa. Cho tay 10 cây. Còn tinh trường nữa. Thôi chuẩn bị đi. Thanh đi đâu rồi? Đang hạ 2-3 cây nữa. Ôi lấy nhiều thế. Một cây thôi. Con ong đốt tay mình sưng hết này mà, anh thêm có bị sưng tay không? Mà nhức thế chứ, con ong đốt tay lúc nào sờ vào cũng cảm giác nóng nóng tay nhá. Kiểu nọc độc lên nhỉ. Nhưng không sao đâu mà, con ong đốt thì nó... Nó là thuốc đấy. Đốt sưng hết tay mà, bắp tay này này to hơn bình thường. Cái tay bên này thì bé mà. Đấy. Bên này thì chả thấy gì, toàn thấy thịt.
Khoảng 2 giờ chiều, anh em bọn tôi cách bản đâu đó vào khoảng 14-15 km nữa, đường sông đấy. Nên về đến bản chắc vào khoảng tầm 4 giờ kém gì đó, 3 rưỡi 4 giờ kém. Xuồng này nó không chạy nhanh gì đâu, chạy nhanh vừa phải thôi, bởi vì hai là chúng tôi đông người này cơ mà. Đông anh em với hai chở nặng. Nên là đi vừa phải thôi. Tôi thì nãy giờ tôi cũng mệt lắm, chẳng muốn quay quẹo gì nữa. Toàn đút máy ảnh trong túi. Quá mệt. Đói cơm nữa chứ, sáng giờ mới được ăn cơm tí buổi sáng. Rừng này đẹp thế. Thôi đi về bến, tí nó về bến này tôi quay tiếp nha. Đây bọn nó bắt ong hay sao nhỉ anh em nhỉ? Thấy có cái khói khói kìa. À ngay bắt ngay đây thôi mà, trong mấy anh em ở bản đi chứ. Mình đi xa này không ăn thua bằng mấy ông ở gần nhỉ. Mấy ông ở gần đốt vớ đốt vẩn chỗ này lại có nhiều mật mà. Đi khám phá. Đây đây nó khói kìa. Lá cây tươi đốt nó khói khói kìa. Đây này đốt ngay trên này. Đấy, khói lên này kia con ong bay hết. Tối nay mang về nhà mình nhưng mà. Tối nay mang về nhà tôi hết nhưng mà. Bên kia nó có một anh em, ông ấy đi lấy một mình kìa. Một anh em đi lấy ong về đấy. Đấy đeo nặng nặng sau kìa đó. Tính ra về đến bản. Đi bắt vào ong. Quanh quanh đây thì anh em tìm những khe này mà. Sắp về đến bản rồi. Con trẻ con này tắm đây á, tắm sông đá này á. Ô đông thế. Thằng kia trắng thế nhỉ. Đen xí hết người thằng này. Cái này của nó à. Trên kia một bọn nữa kìa. Ô tắm kìa. Cho Giang tắm cùng kìa sướng. Ra mà cho tắm cái này sướng, hai hôm ốm. An toàn về đến bản rồi. Nước suối nông quá là phải kéo thuyền vào. Thế là may mắn rồi các bạn, đi nơi về đến chốn. Thôi đi về đi. Các bác có nhớ hôm trước khi đi thì tôi có nói là tại sao lên thuyền là phải đeo dép, bỏ giày và bỏ ba lô ra không? Thứ nhất là các bác ngồi lên thuyền ấy, có trường hợp các bác phải nhảy xuống đấy, các bác lội bộ, giày nó ướt giày của các bác. Nhưng mà quan trọng nhất là nếu các bác đeo giày, trường hợp xấu xảy ra là thuyền bị đắm, bị lật hoặc bị ngã xuống sông, các bác đeo giày các bác không thể bơi được. Thứ hai là ba lô các bác phải bỏ ra đằng sau. Nếu các bác đeo ba lô vào người, xong còn nhiều cái ba lô du lịch nó còn có cái dây thắt ngang bụng ấy. Các bác đeo vào người như thế mà lật thuyền ấy không thể nào bơi được đâu, tự chìm đấy nhá. Sông Đà đã có trường hợp bị như thế rồi, tức là đeo ba lô, đeo giày ngã xuống sông là không tìm thấy. Nên tôi lúc tôi đi tôi tránh nói cái từ liên quan đến thuyền thiếc nhưng tôi không muốn nói. Bây giờ tôi về tôi mới nói cho các bác biết, các bác lên thuyền thì phải bỏ giày, bỏ ba lô xếp ngăn ngắt vào trong thuyền ấy. Giày thì dép thì đeo, không có dép thì đi trên đất. Tuyệt đối không bao giờ đeo giày lên thuyền đâu, nguy hiểm lắm đấy. Thôi đi về. Vác đồ đạc lên đi. Ui, chân tay rã rời hết rồi. Mỏi hết người đấy. Cái tổ ong kia trông mang về nhà vắt xem được bao nhiêu chai nhỉ? Ở về nhà vắt thôi. Thôi đi về thôi. Anh Hân này, tiền công kia để mai ngày kia, mai hoặc sáng ngày kia đưa nhá. Đưa cho mấy anh em nhá. Đi chuyến này không ăn thua mấy, thôi chuyến sau cố gắng bắt quanh bản được mà.
mình đi xa này, mình vừa đi vừa chơi. Đi lên đi. Lên đi anh cầm cái song cho. Tạm biệt sông Đà. Đây em mà tất cả hôm qua mình đi đi á. Không bỏ nhỉ. Đuối thôi, cái này đi nó bảo từ đầu rồi là không được mật ong mà lại. Đi khám phá sông Đà. Chỗ này được 4 cân mốt à? 4 cân mốt thì là được khoảng 2 lít rưỡi. Còn trong này nữa à? Còn, à thế này như còn nhiều hơn chỗ kia hay là được bằng chứ, nhau? Tất cả cũng phải được khoảng tầm gần chục lít đấy. Thế cũng được rồi. Mật này cũng đặc đấy nhỉ? Rót vào can 10 lít, kể ra mua cái can 20 lít ấy, thì đi đường đi đường nó đỡ bị đổ, nhưng mà thôi cái này thôi, 12 lít to quá. Rót cái này về làm kỷ niệm đấy, không đưa vào hạng mục kinh doanh đâu. 3 ngày lang thang. Lúc này cân nó lệch. Cân làm cái gì nhỉ, đổ hết vào trong cân một thể. Đằng nào chả phải cân. Cân to em ơi. Hết chưa? Được 8 lít à? 8 lít. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 lít. Thế bảo mỗi người là 1 lít mà. Thua mấy ông bắt quanh quanh nhà nhỉ? Nói thế chứ năm nay đi mà cái vách đá kia mà nó có khoảng 15 tổ xem nhỉ? Hai sách mang về, hai căn 20 lít mang về ngay. Có mật như năm ngoái mình chọn 4-5 tổ. Ừ, nếu mà nó có nhiều mật thì được. Thế năm ngoái mình có mấy cái tổ năm nay không có mật mấy. Tổ thì 3 tổ nó cũng hơn 6. Ừ. Năm ngoái bọn tao chọc một phát là chọc que vào phát là mật rơi bụp 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 luôn đấy, rõ ra. Năm nay chọc có thấy gì đâu. Chứ năm ngoái chỉ cần mình lấy que mình chọc nhẹ vào một phát là mật nó rơi như mưa xuống bạt rồi cơ mà. Cái này cho anh nhá, cái này cũng cho anh chung nữa. Ừ, ta lấy cái kia thôi. Cái kia ông đấy. Cái vách đá đây à? Đưa cái chai vách đá đấy. Ơ thế là phải được 8 lít chứ. Cái chai này là chai vách đá tối hôm qua đấy gì? Đây. Đấy, chai này mình để riêng ra. Còn chỗ kia là ở cái tổ anh Hân bắt à? Tổ sáng nay to phết đấy chứ nhỉ? Nó hơn sải. Hơn một sải á? Lúc em đưa cho cái máy quay lên thì mình lại không bẻ máy quay cụp xuống, thành ra là nó quay không được hết cái tổ ong. Chán quá. Thế, không được à? Nó được có một tí thôi mà. Tàn chỗ hôm qua. Thế là đi từ sáng nay ấy gì? Vâng. Nghe bọn em hôm qua đi đầu nguồn mà không còn thiệu thua 3 ngày. 18 cân rưỡi. Đôi này được 27 chai. Hôm qua 3 anh em. Được 27 chai á? 27 chai là khoảng tầm 20 lít nhỉ? 15 lít. Hai sáu chai là năm ngoái 26 chai một sách. 26 chai là một 20 lít. Hơn ấy, hơn sách. Mình đi đồng quần chán thua thì. Chưa có nước. Đi chơi chưa có mật mấy đấy, chọc cũng chả có mật đâu. Một tổ cũng được tại 7 lít nhưng mà còn 3 tổ, 4 tổ không được 1-2 lít thì. Cảm ơn các bác đã cùng anh em tôi đồng hành mấy ngày vừa rồi. Thật ra bây giờ giọng của tôi nó xuống đấy, vì mệt. Nhưng mà cố gắng nói, giữ cái thái độ bình thường thôi. Thì các bác xem chương trình của tôi này, nếu mà thích thì các bác vui lòng cứ nhớ là bấm nút subscribe ở dưới màn hình nhé, đăng ký ủng hộ cho kênh của chúng tôi. Bởi vì là những cái chương trình tôi đi cũng có anh em trợ giúp hết. Tôi không dám nói là của tôi mà là của chúng tôi. Nhiều anh em chứ không phải một mình tôi không làm được những việc như thế. Thôi đi về, xin chào các bác, cảm ơn.